cô ta. Và hôm nay thì Nhi sẽ tiếp tục với một trò chơi mới được mang tên là Johnny Tiger. Mọi người đừng quên like, share, subscribe để nhận được cái Nhi video mới nhé. Giờ let's go. Bây giờ mới đầu chơi nha mọi người. Mới vô mình sẽ bắn súng lục. Sao nghe kỳ vậy ta? Đây, có hai chú này. Kẻ sát nhân nè, cho trừ chứ nằm sát đất luôn. Rồi mới vô mình dễ được. Cái này mình phải cầm cái cây màu đỏ chạy xuống kỹ chút. Chúng ai thì người đó phải bắn nha mọi người. Bắn vô bụng nè, nè nè nè. Bắn vô cái mắt nè. Đây, mình sẽ tới dòng bước hai. Bắn nè. Bắn nè. Bắn nè. Cho chờ cho chờ chờ. Vậy mới đánh cắp chứ. Mình sẽ xem coi cái bộ đồ của mình nó còn cái kiểu như nào. Trời ơi. Mình nhà nghèo quá người ta chơi mình kìa mọi người ơi. Hết chưa vậy? Đi ra đi. Nè thì chắc chưa. Nè thì chắc chưa. Cái trò này á mình chết rồi mình có thể mình chơi tiếp á. Rồi xong luôn. Cái trò này nha mọi người, nếu mình chết á mình có thể chơi lại cái màn này nha mọi người, chứ không có như mấy cái. Rồi chơi tiếp nha. Mọi người, mình bắn trong cái thùng rồi nè. Bắn lại bắn cái cho trừ hết cả đám chỗ này. Giống như là cái tụ ăn cướp này nha mọi người. Mấy ăn cướp này nè, nó chờ mình tới đâm bắn nha mọi người. Trời ơi, mình chưa rồi. Rồi, từ lại. Không được bắn bạn. Trời ơi.
Bữa ba cũng là đối thủ mình bắn chưa kịp. Rồi. Tưởng mình là đại ca. Trời ơi. Vậy mà tưởng đại ca. Trời ơi. Phải bắn lại nha mọi người. Mình phải chăm rất là nhiều người ở trong này. Cho chừa luôn. Mình bắn một cái rồi nó chết hết nha mọi người. Mình không có biết ở đâu luôn này, nãy giờ mình bắn không biết ở đâu luôn. Từ ở trên nè, ở trên nữa. Rồi. Người chính giữa bắn được, kế bên chưa bắn được luôn á trời. Lại.
được là mình không mở được cái này đâu. Chơi tiếp đây. Quay bắn hụt rồi mọi người ơi. Tiếp đi. Bắn nè. Ui bắn ngay mặt luôn. Lần tưởng mình không bắn nha mọi người. Nhận được 100 tiền đó luôn nè. Nước gì đấy? À, nãy mình nhận ở đây nè. Nhận cái bộ này khó lắm nha mọi người, cho nên mình phải cố gắng nhận nè mọi người. Bây giờ phải tiếp tục. Nãy giờ không có cái gì để mình mua luôn. Trời ơi, cho anh kia bánh bụng ha. Hồi nãy mình bắn không được, bây giờ phút ở dưới mình bắn cũng vậy nha mọi người. Rồi rồi rồi, bắn lại, bắn lại. Nhảy. Đây, đây nè. Đây nè. Nhảy xuống. Bắn tiếp, bắn tiếp, bắn tiếp. Bắn phải canh nha mọi người. Đây, 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 quay, 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 quay. Lụm, 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 xoay lại, xoay lại. Bắn nè. Hên quá, người ta cho bắn lại nha mọi người. Rồi rồi rồi, bắn tiền luôn. Rồi rồi rồi, bóp bóp con bóp này này nè. Ông này bóp hả? Bóp 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 nè. Bắn giỏi nhất tại cha hả? Úi, đại cha thiệt luôn. Rồi lại lại lại. Lại lại nha mọi người. Trời ơi, bắn chuẩn thế. Hụt mấy cái luôn nha mọi người. Chú này nè, giống già quá. Chú này bắn chuẩn à. Rồi cho chưa chứ. Mình đã có súng lục không mà không có súng nào xịn hết. Ê quê quê quê. Mình phải tuột mà mình không phải lấy nè. Rồi 1, 2, 3. Bắn một đứa chưa, một đứa. Bắn tiếp, bắn tiếp. Nhảy xuống. Bắn, bắn. Bắn, bắn. Xong. Rồi. Súng này cũng được đó. Nhưng mà thôi, mình sẽ có súng mới thì mình bắn súng mới thôi. Tính ra là mình được, mình nhận được ba khỏi súng rồi đó nha mọi người. Khẩu súng nha mọi người. À, đường 10 kim cương. Lại cái kia cái này. Căn nhà đúng không?
cái chìa khóa chứ không phải là cái con cái kim cương nha mọi người. Bộ áo thì mình chưa nhận được một cái nào luôn. Ngày nào mình cũng phải bắn chưa kịp mua đồ luôn nha mọi người.
bốn người nha mọi người. À rồi, sẽ nhớ lại cái vị trí của mấy người này đúng. Một người, hai người, ba người, bốn người đủ. Có súng nữa. 2K, 1K. Đủ không? Trời ơi, không đủ luôn. Hết tiền rồi. Mình không có mua đâu mọi người. Video này là kết thúc rồi. Nếu mọi người thấy video hay chứ hình như một like, share, subscribe để lòng đời chứ hình như video mới nhé. Cùng về, bye bye.